Ok, hay cho các bạn, nhưng mà các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Giang Ú đây, và đây là video cùng chơi game Pokemon X. Ok, ở video trước mình đã đánh bại được Zenith the Brand để mà giành lấy hiệu thứ hai của vòng Kalos. Rồi, thì những trainer ở trên đường này mình đã đánh trước hết rồi để đỡ một thời gian. Và mình chỉ việc chạy thẳng một mạch lên thôi là đến được thị trấn mới. Ok. Đây, Chiyosen, Chiyosenji Town, thị trấn Chiyosenji. Full rồi, full máu rồi cho nên không cần phải hồi máu nữa. À, vẫn còn một thành viên của team Flare ở đây. Đây là một thị trấn của những hòn đá. Ok, hàng chim mình thấy là ở đây họ lót đá để làm cái khuôn viền, cái khuôn viền cho thị trấn. Shop Sen, cái này là item tăng tấn công, sức tấn công của các đòn hải đất. Ok. Ủa khoan, nó nằm ở bên này hả ta? Rồi, bây giờ mình sẽ dành một chút ít thời gian mình đi mình dành chút ít thời gian mình đi dạo quanh cái thị trấn này một chút xíu nha. Có lẽ là nhiệm vụ chính là đuổi theo cái ông team player nãy đấy. À, thằng Kalem nó tới rồi. Ok. Rồi, mình dành một chút thời gian mình đi tham quan cái thị trấn này xem còn ai tầm hay là cái gì không. Hầu như là những cái nhà ở đây là không có vô được vì không có cửa. What the hell? Vãi cả làm nhà không có cửa. Ok, rồi, vậy là sẽ đuổi theo ông hồi nãy đấy. À, mình xem lại bản đồ một xí nha. Cái này. Ok. Rồi, đi tiếp luôn. What? Bị chặn rồi. À đây, đây còn một ngôi nhà nữa đây. À, nhìn được một cái Everstone, một hòn đá mà sẽ ngăn không cho Pokemon tiến hóa. Mua thêm rebel đi. Không cần hồi máu nhưng mà chắc phải mua thêm rebel. Ok. À, đây là cái khách sạn đúng không? Ok, chả có gì đặc biệt cả. À, lại là ông này. Speed power.
Ok, giờ đi đâu nhỉ? Reflection Cave là cái hang động phản chiếu. Ok, còn mình nghĩ là lên đấy đó. Lên cái hang động phản chiếu. Ô, khoan khoan, item hả? Ở đấy, item đấy. Hả, mình tin mắt, nếu không là bỏ sót rồi. Thumbable. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm cái chỗ gọi là cái hang động phản chiếu. Ô này này, nãy đi rồi đúng không? Ủa, nhưng mà bị chặn mà. À, bên này, bên này. Ok. À, cậu là nhà huấn luyện từ con đường số 5 phải không? À, tôi không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ Lucario nó nói rằng nó muốn đấu với bạn đấy. Bạn có muốn đấu với chúng tôi không? Và tôi có đến 2 Lucario. Ok, mình sẽ được tặng một con sau trận đấu này. Oh man. À, thép hả? Ok. Rock Storm. Ây da. Oh man. Không ổn rồi. Ryzen. Ghê thiệt. Sai bím. Metal sao âm thanh sắt thép. Ember. Oh my god. Avada Kedavra. Lên đường. He he. Đẹp, thêm con Lucario nữa. Ok. Sốt đan gò nguy hiểm đây. Avada Kedavra. Hay lắm em yêu ạ. Lên đường. Hè hè. 31 luôn. Tyrant 26. Học Ancient Power. Ancient Power hệ đá. 60 sát thương. 100 chính xác nhưng mà là sát thương phép. À, chiêu này khá ngon đấy. Sau khi dùng xong thì sẽ tăng mọi chỉ số lên. Nhưng mà con Tyrant nó không có thiên về sát thương phép, cho nên chắc mình nghĩ là mình sẽ không dùng. Ủa, what? Vậy là mình được tặng sau khi mình đấu với cương vị là giành huy hiệu, chứ còn trận đấu này chỉ là giao hữu chơi cho vui. What the hell. Mình tưởng là xong trận đấu này mình được tặng một quan. Quá buồn, quá buồn. Ok, vô hồi máu cái đã. Ok. Con đường số 11. À. Đấu luôn. Con này hệ tâm linh nhé. Bye.
lên đường. À chơi luôn, vừa bay vừa tâm linh đây. Rock Storm. Oh my god, sai beam tốc độ nhanh quá. Lên đường. Xong. Ơ khoan khoan khoan, có cái hạt giống ở đây. Citrus Berry. Dùng rebel luôn. À rebel vẫn còn 7 cái đúng không? Xài hết luôn đi rồi qua super. Ok, chơi em. À này chắc hệ giác đấu rồi. Miên phu. À ai da, xài bếm. Lên đường. Hai tầm. What? Giáo sư gọi. Ok, cắt cái cây này thì mình sẽ lấy được cái item ở trong. Đây. Rocks Bullet, chiêu số 69. Đấy, số đẹp, số đẹp. Hé hé. If you know what I mean. À, trận đánh đôi hả? Tâm linh và giác đấu, ok. Vitamin và ma chót. Ồ, kinh vãi nồi. Ồ, rồi vừa đủ khắc hệ luôn. Bay con Vitamin. Con này thì sai beam con ma chót. Đấy, ngon. Vãi nồi 28. Oh, không có khắc hệ. Ok, lại. Lên đường. Hai bảy. He. Oh, come on, man. Razor Leaf. Amber. Ok. Ba mươi hai. Ok. Venusaur. Ha, ngon Venusaur. Quá dữ. À, Bento đen 120 sát thương. Hãy cỏ.
chiêu này sẽ tấn công xong trong vòng 2 đến 3 lượt, sau đó thì sẽ bị confuse. Khá ngon đấy. Double X hả? Double X. Bỏ Double X đi. Nên bỏ không ta, hay là bỏ Leaf Powder? Bỏ Leaf Powder luôn đi. Ai tạm. Ủa còn lầu nữa hả? À cái gì đây? À Sky Channel, nhưng mà mình chưa có con hệ bay. Ok, vì thành phố cũng gần cho nên là chịu khó quay về hồi máu cái đã. Đấy, chạy về cái tới rồi, cũng đâu có xa. Ủa, ở đâu nhỉ? À đây. Ủa rồi cái này là phải gắn cho con Venusaur mới dùng được đúng không? Cái đá tiến hóa nè. Ok. Phải gắn nó vào cho Pokemon thì mới tiến hóa Mega được. Rồi, mình đã gắn cái đá của Venusaur cho nó rồi. Ok, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Ôi ôi, quên. Hết Rebel. À, này nó không đấu. Ok. Đây, Reflection Cave, tức là hang động phản chiếu. Và ở đây mình bị cấm dùng giày trượt và cấm luôn xe đạp, chỉ được chạy bộ thôi. À, nó được gọi là gương phản chiếu, hang động phản chiếu vì nó có những cái gương phản ánh hình bóng của mình trên tường. Hay đấy. Ok, Rock Storm. Ây da, hit bot hit đầu công chứ tao hả? Này thì hit đầu công. Bài nó. Oh, come on. Giảm sức mạnh hệ điện làm gì hả Quang? Xong. Tiếp. À, chia nhiều đường thế. What the hell? Draw. Đổi con cáo lửa ra. Ây da. Ok, xài bếp. Ồ, chỉ nó nửa bình thôi. Tiêu. À, nó mạnh quá anh em à. Hai tám. Ngoan. Chơi mày luôn, chuông mày lơi. Ủa, con này là giác đấu và bay hả?
Ok, ok, Tyron. Oh, Rockstorm. Mày thích Rockstorm thì tao Rockstorm. Karate Chop. Oh man. Ah. Căng vãi nồi. Amber. Oh man. Mạnh vậy sao chơi? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hai em lên đường. Double X. Ghê thiệt, ghê thiệt, ghê thiệt. Revive chỉ có đúng 2 bình thôi là phải dùng rồi. Kệ, dùng luôn. Bên gì cứ. What the hell, chia nhiều đường thế nhờ. À, đường này là chỉ lấy đồ thôi, ok. Moonstone. À, mình quên dùng cái... À, đây không được dùng, what the hell. Từ, ở đường trên xem. Đây nó chia nhiều đường quá. À, đây revive ngon. Nest ball. Ba con luôn, đô đô. Ok. Lên đường. Nói nhiều hả em? À, what? Ok, con này hãy thường. Mình chưa có giác đấu. Amber. Thiết đầu công với anh à. Lên đường em ơi. Này thì chó, con này là Bulldog à. Chó mặt xệ đấy. 3-3 luôn em. Con này hình như là hệ điện. À, Amber. What? Lên đường. Ba ba. Ngoan. À, một đường xuống hầm và một đường đi lên.
the hell. À, Wubat. Chạy đi. The hell. Tốc độ của con khủng long này hơi bị ý ẹ đấy nha, cho nên là không chạy được nè. Rồi xuống hầm luôn anh em ơi. Oh, quá ngon. Đi đâu đi nè. Venusaur. Razorleaf. Ủa? Ồ, nó hại độc, nó chưa có hại đất. Oh man. Mình quên mất. Quên mất cái vụ này. Ok, đã bỏ ác. Cut. À, lại chia đường nữa. À, cu mập đây rồi. Nếu như bạn dùng chiêu flash thì từ hồi chiêu flash này từ phiên bản hình như là sau phiên bản Emro thì nó đã không còn là HM nữa mà nó bị chuyển qua thành TM. Mình nghĩ cũng đúng thôi, vì chiêu flash đó ít người nào sử dụng trong trận chiến lắm, chủ yếu là dùng để mà soi sáng trong mấy cái hang tối là chính thôi. What? Đây. Black Belt, cái này là cái đai đen của mấy người tập karate ấy. Karate, taekwondo rồi, chắc mình nghĩ chắc là tăng sức tấn công cho các đòn hệ giác đấu. Ui. Oh man. Rock Storm. Really? Xong. Cap drop. À từ từ, ông này hả? Ông này là dùng giác đấu đấy, cho nên là cho con cáo lên đi. Đỡ mất thời gian đổi Pokemon. À biết lắm mà. Xài bếp. Thôi chết tôi rồi. What? Ghê thiệt. Tiếp nào. Chi mẹ cho. What?
Chimecho. Con này hệ gì nhỉ? Tâm linh à? Mạnh thế nhỉ? Bay. Hai mươi chín. À hơi căng nha. Bay. Ồ. Từ từ quay lại gặp cái con bé hồi máu đi. Hơi nguy hiểm. Đâu rồi? Đây. Hồi máu cái em ơi. Tiếp tục nào. Trong video này ráng ra khỏi cái hang này luôn. Oh, không thấy. Tốc độ hơi ý ẹ nha các con khủng long này. Oh man. Horn attack. Xài bếp. Ba mươi bốn. Sai shot hả? 80 sát thương. What the hell? Ok. Bỏ vô này đi. Fire spin này cũng không có hữu dụng lắm. Oh, come on. Oh, hai con ong. À. Chỉ con ong tiến hóa rồi trước. Ủa, phải con tiến hóa rồi không ta? Hay là do là địch cái nên nó khác biệt vậy? Amber. Avada Kedavra. Hai cái mà không chết. Bài còn này. Ok. Xong. Ba mươi luôn. Dragon Tail, đây 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 đây. 60 sát thương vật lý đây. À, Dragon Tail hả? Bỏ chỗ này. Đấy.
Hyper Potion. Iron. À, sao có được lên đây nhờ. Oh. Sandile, ok. Hello. Hello bạn cũ, ha ha. Bạn cũ trong phần Black 2 đó. What the hell? Không được sử dụng item. Ok, một chiêu khá là mất sạy. Không cho bơm máu. Không cho giải trạng thái luôn. 34. What the? Đã được. Vẫn còn à? À. Ô. Lên đường. Eo 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 eo. Đẩy cái này là có thể quay về nhanh đây nè. Ok, vậy là mình đã băng qua được cái hang Reflection Cave, gọi là hang hang phản chiếu, và đến được thành phố mới rồi. Và video này của mình cũng sẽ ngừng lại ở đây. Ở video sau có thể là mình sẽ lấy huy hiệu thứ 3 luôn đấy. Nếu các bạn thấy video này của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy share video này cho bạn bè, share lên Facebook giúp mình nha. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với kênh Giang Gấu Gaming của mình thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.